ấn tượng, bất ngờ, thú vị. Đó là cảm xúc của nhiều người khi chứng kiến những chiếc tàu cá lạ mắt tại vùng biển Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận. Lạ mắt bởi tàu cá nhỏ gọn đến mức có thể cầm trên tay. Chiều muộn ở vùng biển Ninh Chữ thuộc khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải lại xuất hiện tiếng động cơ của những tàu cá vừa quen vừa lạ. Đây là những tàu cá mô hình được những bạn trẻ sinh năm 2000 ở thị trấn Khánh Hải mày mò chế tạo. Dạ, chúng tôi thì dùng vỏ keo xích để phủ lớp vỏ bên ngoài, theo như anh thấy. Còn máy thì chúng tôi dùng máy cắt cỏ và độ lại, dùng nhông của hộp số xe quay rim, chúng tôi làm hộp số đó. Sau đó chúng tôi mua những cái linh kiện ở nước ngoài, ví dụ như xe vo và tay điều khiển như này, chúng tôi ráp vô rồi cuối cùng là ra thành phẩm như mọi người vừa thấy. Chi phí để làm ra những chiếc tàu cá mô hình này khoảng chục triệu đồng. Mỗi khi chiều xuống, cả nhóm lại có mặt trên bãi biển, cùng hào hứng dõi theo những chiếc tàu cá mà họ chế tạo lướt qua những đợt sóng.